Tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Lượng. Hôm nay thì Lượng đi ghi hình cái cảnh bà con ở trên xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái họ khắc phục sau cái trận lũ lịch sử các bạn nhé. Một cái trận lũ quét rất là mạnh, phá tan hết một xã Hồ 4 của huyện Mù Cang Chải luôn các bạn ạ. Đây là khung cái khung cảnh người dân họ trèo mảng để đi qua con suối này để đi giúp người dân ở trong cái thôn Dề Xua các bạn ạ. Trên này thì có 140 hộ gia đình sinh sống và bị hơn 80 hộ bị ảnh hưởng do bão lũ và 50 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi các bạn nhé. Mình có nghe người dân nói thế, bây giờ thì mình sẽ đi quay cái toàn cảnh cái xã Hồ 4 của huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng sau bão lũ như thế nào này. Bây giờ giao thông bị chia cắt hoàn toàn rồi mọi người ạ. Mọi người di chuyển đây thì lúc đầu chỉ được 2 người trên cái mảng này thôi, nhưng mà hiện tại thì cũng bị quá tải nên phải đi lên 3 người, xong rồi bây giờ tiếp tục là thêm một người thành 4 người các bạn ạ. Thì cũng rất là nguy hiểm, cái dòng suối này nó cũng khá là sâu các bạn nhé. Đây mọi người có thể thấy được này, sạt lở này, kinh hoàng luôn các bạn ạ. Còn nhiều chỗ còn kinh khủng hơn chỗ này cơ nhá mọi người nhá. Nhà mình ở đâu chú? Có bị sạt lở gì không? À không bị à? Vẫn bị, thế bây giờ là ở tạm cái lán này à? Đây mọi người ạ, một khối lượng đất đá khổng lồ đan xuống đây này, trôi xuống đây này. Khiếp thật này, cái dòng suối này. Đây cái trục đường quốc lộ 32 này. Hiện tại đang khắc phục, đang kè lại để cho các phương tiện có thể di chuyển qua đây được. Các bạn có thể thấy này, kinh khủng thật đấy. Từ bé đến lớn mình chưa từng thấy một cái trận lũ quét nào mà lớn và tàn phá ác như đợt này. Mọi người có thể thấy này, kinh khủng thật. Mình cũng không hiểu tại sao những hòn đá thật là to nó có thể lăn xuống đây được, trôi xuống đây được. Đây, hôm nọ nhá, cái đoạn đường này toàn là nước, lũ nó sẽ vét sâu vào trong cái tả ly này luôn. Đó, coi như là cái đường này không còn gì. Đây mọi người có thể thấy này, nước hôm nay thì chảy cũng vẫn còn rất là xiết các bạn nhé. Nước này chảy ác chưa. Đấy, kinh khủng thật. Rất là thương bà con ở nơi đây, vì là cái trận mưa lũ này thiệt hại khá là nhiều đến nhà cửa mùa màng của bà con các bạn ạ. Cũng online. Cảm giác kiểu nước về nhiều sao ấy. Cậu về nhiều mà. Cậu gì của cái Quỳnh giờ cũng làm thầy cúng. Quỳnh nào? Cậu gì thầy sáu của cái Quỳnh chứ. Tường ấy, cái thằng thằng trường ấy. Tường ấy. Trường. Đến 30 mét thịt treo trong nhà.